Ok, đọc comment Bình Dương Đoàn nói chiến tranh thế giới bắt đầu. Kiệt nói rất đúng, cầu nguyện cho thế giới, nhất là Việt Nam được bình an. Và cảm ơn Bình Đoàn, Kiệt không có nói đúng, quý vị nói đúng. Từ xưa giờ những gì Kiệt nói là Kiệt chỉ là người lặp lại thôi, là truyền tin. Còn những người có phước thì tin Kiệt, còn những người cái đầu bự quá, cái mắt kiến dày quá, hoặc là mấy thằng cầm mã tấu, hay là mấy bà Phật tử, mấy bác Phật tử, mấy chị Phật tử diệu này, diệu hiền, diệu tâm, thiện phước, thiện căn, thiện diện biết, cứ nghe lời mấy ông thầy nói là không có thượng đế, không có Phật mẫu, mấy gì đó này nọ, cứ chơi ba cha mẹ. Rồi Kiệt thì Kiệt biết cha mẹ thượng đế là lớn nhất, cho nên Kiệt đi ngược lại thì những bác đó lại càng không tin những gì Kiệt nói trong 2 năm nay, cho nên đa số là bị Covid nhiều lắm, rất là nhiều. Mấy thầy cũng bị nhiều tại vì bị phạm thượng đó. Cha mẹ của mình là thượng đế, với Phật mẫu là cha trời mẹ đất. Thời xưa cái 100 năm nay chưa có đạo gì hết, là ở ngoài sân mình đã có cái lon rồi, thờ ông trời, chiều cái là phải ra cái lon ở ngoài sân khấn, khấn ngay vậy, khấn ông trời đúng không, là cha đó. Rồi cha trời mẹ đất thì câu đó là đạo mà ta có. Nhưng mà đến ngày hôm nay cha cho cái hình, rồi cha trực tiếp nói chuyện với mình, cha trực tiếp lo cho cái trái đất mình để được an ổn, hết bỉ cực qua Thái Lai, hết hạ quân là thành thượng quân, để cho mình có cuộc sống sung sướng hơn. Chứ không lẽ tối ngày cứ lo đi làm đầu tắt mặt tối ở Bình Dương, rồi lãnh cửa lãnh được nhiêu, lãnh có 5 triệu quẹt quẹt lỗ mũi không là hết 3-4 triệu rồi, là tiền đâu mà mua gạo, mua trả tiền nhà trọ. Cho nên quá khổ, quá khổ, khổ cực kỳ khổ, thì cha mới thương, cha mới nói là hôm nay cha cho cái dấu này, đứa nào, đứa con nào ngoan đưa tay cho cha kéo lên thì cha kéo lên. Bây giờ mình nè đang lặn hụp ở trong cái biển tội lỗi, cái biển đời nè, thì ở trên á mấy chị vị mới cho Kiệt lên đây nói. Nhưng mà đa số Phật tử với người Công giáo là họ lì, mình không có nói nha, cứng lắm, không tin. Thì A Di Đà Phật, cái chuyện đó mình để một bên, đụng chạm, mình đạo Phật, mình nói chuyện của mình. Kiệt thương mấy Phật tử nên Kiệt cứ nói hoài vậy đó, Kiệt muốn cứu họ. Là tự vì sao những người Phật tử á, diệu hiền diệu tâm, thiện này thiện nọ, thì đã hơn người đời gấp 6-7 lần rồi. Một người mà biết đọc chú Đại Bi đâu phải dễ, một người mà biết đọc Khung Phu Phi Lăng Nghiêm đâu phải dễ. Mà trên thế giới này có 7 tỷ người, quý vị cứ ngồi đếm có bao nhiêu phần trăm mà biết đọc mấy cái này, không có tới .1% nữa đúng không? Cho nên mà mình là người trong đó, là mình đã sắp sửa rồi đó, tức nghĩa là đi lên tới cổng thiên trời là lên tới nửa nấc thang rồi, vậy mà cũng không chịu lên, thì Kiệt mới buồn lại chỗ đó. Còn những cái người khác như người Phi Châu, người Mễ hay những cái quốc gia khác, họ đạo Hồi giáo hay họ đạo họ đạo Tin Lành, họ đạo này đạo kia, thì họ không biết, thì họ còn ở dưới, tuốt ở dưới nấc thứ một, thì Kiệt kéo không nổi. Còn giờ mình đưa tay mình kéo mà cũng không chịu lên, cái Thiên Long Sơn sát bên cũng không chịu lên. Những Phật tử ngộ lắm, hồi những năm đầu Kiệt mở núi, cái Kiệt làm mấy cái tượng cha mẹ nhỏ nhỏ như nè, cái lúc đầu thì thương Kiệt, nể Kiệt, nghĩ ông này ông bỏ mấy chục triệu là chỉ biết về mặt đời thôi, không biết về cái mặt mà Kiệt chịu chơi thôi, còn cái mặt thiệt là mặt tâm linh thì cứ lơ, thì nể Kiệt cũng lấy tượng về thờ. Cái vừa đi xuống núi gặp mấy ông thầy quốc danh, mấy ông chửi cho một chập, la cho một chập, lén lén bưng tượng cha tượng mẹ, canh không có Kiệt ở đó, mấy người bạn thân vậy anh, canh không có Kiệt ở trên núi góc đầu rè, trả tượng cha tượng mẹ lại. Mà Kiệt biết là Kiệt tặng cho ai để thờ, tại không phải là Kiệt pressure, không phải là bắt buộc ta gì, tự động ta cũng giống như người ta kể nể, người ta xin thì Kiệt cho xong cái lén lén đem trả lại, đem lên điện mẫu trả lại. Mỗi lần Kiệt thét gì Kiệt đứng Kiệt khóc hoài á, buồn. Nghĩa là mình nói 1 triệu lời để mình mong cho họ được đi về trời, xuống dưới núi gặp mấy ông thầy quốc danh xỉa có 2 câu, lén đem trả tượng cha tượng mẹ lại.
Phật tử dùng xe nô dê vậy á. Nhưng mà họ ngộ lắm, họ nói chuyện là mê tín dị đoan, nhưng mà ngược lại nhiều chuyện rất là tức cười, kiểu nhìn cái cười khắc khắc hoài. Là biết sao không? Có mấy con dòng á, nó nhập vô mấy cái người ở vô ở đây nè, cái nó vô cái tay massage bóp 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 cho mấy bà sư cô ở chùa Kim Sơn nè, với mấy vòng vòng đây là ma nó nhập vô rồi, cái nó có cái sự thu hút của lực tà đó, thì cho cái đó là chánh khoái, khen khen ma, khen cái vong linh đó, thì có nhiều lắm. Ở đây mấy con ma nhập vô mấy cái bàn tay á, rồi đi đấm bóp. Đấm bóp là gì biết không? Nó chiền cái điển trượt vô đó, mà trong 3 ngày mà không lại gặp nó là mình sẽ nhớ con ma đó đó, và đồng thời á, chỗ đó cũng sẽ bị nhức mỏi thêm. Nhưng mà mỗi lần gặp tới nó thì là nhức mỏi lại bớt đi, thì cứ nghĩ là con ma này giỏi, cái bà này giỏi, nhưng mà thật sự bà bị ma nhập mà. À, tới bả thì sẽ hết, còn về nhà thì cứ đau nhất, nó cứ cứ thế mà cứ cứ vòng vòng hoài, mà mỗi vòng là 100 đô, mỗi vòng 100 đô. Người người mấy ni nào, mấy thầy nào có tiền nhiều á, thiện vòng này 200 đô. Kiệt biết nó có một chỗ dưới này nè, chị không nói tên cho nên họ ghét Kiệt lắm. Mà Kiệt nói á, thì đụng chạm thì nó mày không biết đấm bóp mà mày ganh tị. Kiệt đâu phải là ấy, Kiệt người truyền tin đâu hết đó, nhưng mà Kiệt biết. Kiệt ngồi Kiệt hỏi mấy vị ở đó là ông ma nhập vô hai cái bàn tay đấm bóp như kiểu ông Võ Hoàng Yên vậy đó, thì cái tới thì sẽ hết đau, nhưng về nhà một chút thì đau, tại cái lực mà của tà với Phật á, về thần thông á, họ cũng tương đương nha quý vị. Này nãy giờ nói hơi lạc đời nè. Ok, trở về vấn đề bữa nay là vấn đề đi mua đồ ăn và vấn đề chuẩn bị ở bên Việt Nam á. Bên Âu Châu thì dĩ nhiên chắc bển giờ cũng đang chuẩn bị rồi, thì tội nghiệp cho mấy bà con ở Âu Châu, không biết ngày mai có cái bom nguyên tử nào nó nổ một cái rầm ở Ukraine hay Ba Lan hay là ở đâu á, thì nó nổ ở đó, nhưng có bầu không khí ngay đó, quý vị nghĩ cái Âu Châu sẽ như thế nào? Anh, Pháp, Đức nghĩ yên không? Âu Châu thấy nó lớn gì nó chút bẻo à. Bom thời nay á, nó mạnh hơn thời xưa gấp vạn lần. Ok, đọc comment quý vị nha. Hán Nguyễn, chú ơi con nằm mơ thấy chú. Cái chân linh của Kiệt á có nhiều lắm. Ai mà ban đêm á, Kiệt đi làm việc đủ chỗ hết, đi Âu Châu, đi Việt Nam, đi tùm lum hết à, thì mấy gì có nói cái đó, chứ không phải chỉ có một đâu, nghe nhiều. Có những lúc đi cứu động đất thiên tai nữa, và có những buổi trưa trưa đang đi ngoài đường tự nhiên nó muốn chỗ nằm, nằm là thấy cái này ngủ á, là để mà đi làm công việc đó. Đi đủ hết tứ phương hết. Nhưng mà tướng mà trong vô vi của Kiệt á cực kỳ đẹp trai, thế gian này không ai đẹp trai bằng. Mấy vị nói cho phải Kiệt nói là xin lỗi, nó ngộ lắm à, nó không có giống như này, cái này sắc phàm. Bữa nào làm biếng chạy bộ là hai gò má nó hơi phính phính ra, còn bữa nào tập thể dục thì nó hơi săn gom gom lại một chút, còn kia nó đâu có thay đổi gì đâu, mấy trăm nghìn tuổi nhưng mà vẫn trẻ đẹp trai, tại vì sinh đầu tiên của mẹ ăn tối ngày. Thằng Thiên Minh Tiến này đừng nói sốc người ta hoài nghe. Thiên Minh Tiến, Trang Quỳnh, nếu xăm vì muốn thưởng tiền thì đừng xăm, hay như Đạo Phật. Cái này à, Tiến sai. Hồi xưa hình kiện nhớ mãi mãi câu chuyện Khổng Tử, có một đệ tử tên là, hai đệ tử, một đệ tử á, thì có con sông đó nó bị nước lụt lên, mỗi lần qua người ta chết chìm nhiều,
đi qua nạn tai đó, tự cống với tự cống cái tử gì đó, câu chuyện của Khổng Tử. Thì một người đệ tử qua cái vua với quan huyện thưởng, ô giỏi quá nghe, ta thưởng nhà ngươi cứu được nhiều người, thưởng trâu thưởng bò thưởng ruộng. Cái ông này ông nhận cái một cũng một người đệ tử khác của Khổng Tử nói ông này còn tham, giàu còn tham đi cứu người mà được là lãnh thưởng. Cái bắt đầu tự cống mà tự huỳnh nha, hai ông đệ tử. Cái ông kia cũng làm y chang gì, cũng cứu người qua sông đừng cho chết chìm rồi này nọ, nhưng mà ông này được vua với quan huyện đồ thưởng lại không nhận thưởng, cứ tưởng là ta là hay, tôi không có nhận thưởng, tôi chỉ là lòng từ bi. Cái lúc đó cái Khổng Tử kêu hai đệ tử tới ngồi nói chuyện. Cái thằng nhận thưởng á, là tốt á, mình tùy tình là đúng, là tùy theo sự việc. Là vì nếu mà không có khuyến khích để cho những người khác làm theo thì đâu có bao nhiêu người đi cứu dân nữa đâu. Cho nên tùy theo sự việc nha. Nó có câu chuyện đó, đó. Mà nhận thưởng mà lòng mình không nhận, mình lấy tiền đó mình làm khác để cho mình khuyến khích những người sau á, thấy nạn tai á, người ta đi cứu. Có câu chuyện đó, coi lại đi. Ngọc Trần hỏi Campuchia có theo Trung Cộng đánh miền Tây Việt Nam không vậy chú? Campuchia giờ đâu còn theo Trung Cộng nữa, nước đó giờ nước của Trung Cộng rồi mà, chỉ là dân Campuchia thôi chứ nước đó giờ cũng giống như nước Trung Cộng rồi, nó muốn làm gì nó làm thì dĩ nhiên Trung Cộng nó tràn qua nước mình 30 giây. Nhưng mà trên quý vị nói á, nó sẽ đánh không có lại Việt Nam là tự gì, nó giống như bạch tuộc Trung Cộng. Ok, ở đây á, trong cái nó có nội bộ nó có vấn đề, thì những cái dòi bạch tuộc, dòi dòi bên Campuchia nè, căn cứ Campuchia nè, dòi Hoàng Sa nè, dòi Hải Nam nè, dòi Trường Sa nè, dòi ở biên giới bất việt, tất cả những cái dòi đó sẽ yếu lại, chỉ cần một cái kim nhỏ mà chích ngay trên này thôi là tự nhiên mấy dòi rút lại. Thì lúc đó đó bữa mấy clip cũ chú có nói á, mình lấy mấy cái tre đó mình ra mình lùa mấy con vịt đi để mình lấy cái đảo mình lại, tại cái này nó ở giữa quốc tế nó không có can thiệp đâu nghe, mình mà không có thiên hạ thủ vi cường đó, là mình thiệt thòi gánh chịu, đó là chuyện của mình. Đừng nói chú không có nhắc đó. Hôm nay nhắc nhiều cái vụ này đó, nhớ lấy tre đó mà không có cần phải ấy, lùa vịt, lùa mấy con vịt ở Hoàng Sa đi vô, lùa mấy con vịt ở Trường Sa vô, rồi dẹp mấy cái bản huyện gì của nó mình đổi lại thành là đó của tỉnh Quảng Nam hả, đổi lại thành huyện Quảng Nam. Vì Danny Dam hỏi sao có kênh nào của ông Châu Nguyễn, sao nói về chuyện của anh vậy, trên thế giới này ai mà không nói chuyện của anh, tại vì ở những cái ban tiên giáo bên Việt Nam á, lập lên một đống minh dương giả, một đống người khùng nói này nói kia, tôi là thánh gióng, tôi là dày dày con của ông trời, tôi là thượng đế, có mấy kênh gì đó để làm chi. Rồi một đống người mặc cờ vàng ba sọc đỏ chửi phía bên kia. Cái chủ yếu là 65%, 70% từ 18 tuổi tới 40 tuổi trẻ của bên nước Việt đó, là những cái người này là những người nắm vận mệnh của nước Việt trong tương lai. Mà những người này đã sống qua mấy đời, từ đời cha đời ông nội ở bên nước Việt. Khi họ thấy những cái hình ảnh mà của hải ngoại mà cứ đi xỉa xói bển hoài, tuy là họ sống bển khổ, họ chán mấy bác của mình, mấy đại ca của mình, nhưng mà họ thấy mấy thằng khùng này á, họ sẽ có sự so sánh, cái thế hệ 65 so sánh. Giờ tôi chọn ai? Thôi
thà tôi chọn đảng còn sướng hơn. Mấy thằng khùng đó ở ngoài đó xạo xạo làm được cái gì đó, là nó có mấy cái kênh vậy đó, thì cũng là do bển đặt ra để mà làm phản ảnh lại cái tâm lý của cái lớp trẻ đó. Cái gì có hiểu không? Không giống giờ quý vị nghĩ những mỗi lần Đàm Lĩnh Hưng qua đây là bị biểu tình, là do ai biểu tình? Là tự biên tự diễn không đó, chứ họ bên đây không có ai rảnh mà đi biểu tình đâu. Còn cờ với ợp muốn mang cờ gì thì chửi thôi, nói thôi, đâu có quan trọng cái vụ cờ bọng gì đâu. Mà mấy cái này á thì Kiệt nói thì Kiệt nói rồi, cộng lại với những người mang chức chủ tịch này hay là lãnh đạo nọ hay cả nghị viên trong thành phố Mỹ cũng đều là những cái ác hết, tà hết. Bởi vì mấy vị nói cái thời nay á, tất cả những cái mà mình không tưởng tượng ra nó cũng đã xảy ra, để sau này khi mà hết bỉ cực á, trở lại Thái Lai á, nước Việt con của mình á, nó học giỏi hết. Tới giờ nó học tùm lum hết, nói là nó học qua chú Coleman là nghe, khoa Block là nghe, toàn là làm cho những cái cảm thọ, những cái sung sướng, ăn ngon mặc đẹp đồ không à, mà cuối cùng là toàn là nghèo khổ mà là bánh vẽ, chỉ sự thèm khát thôi. Cho nên rất là đông người theo là gì, người quá khổ đi thì cái mơ ước được như vậy. Mơ ước tôi ngồi những chiếc thuyền, tôi mơ ước ở một cái khách sạn đó, thì mấy cái kênh đó vậy thì toàn là của những cái gọi là ma quỷ, nó làm cho con người của mình đó ham đi những cái thú vui của thế gian mà quên đi cái nhiệm vụ chính của mình. Cái nhiệm vụ chính của mình là phải kính hiếu với cha mẹ, phải ở nhà phụ giúp cha mẹ rửa chén hay là trồng rau hay là làm gì lặt vặt trong nhà, thay vì cứ chạy theo mấy cái sự cám dỗ đó. Còn nếu mà mình siêng nữa và mình có trí tuệ cao siêu hơn nữa thì mình lấy kinh ra đọc hoặc là lại sám hối thì nó là đúng rồi, đi về trời. Còn mình chạy theo mấy cái đó là đi đâu rồi đó, biết rồi đó. Khi mà những đứa mà nhỏ mà chơi máy vi tính, chơi game mà không có tiền thì sanh ra quẫn trí rồi đi ăn cướp bậy bạ rồi giật dây chuyền, giật này giật kia của người ta. Khi mình làm một cái hành động đó có thể đưa đến mất mạng hoặc là bị tai nạn hay là bị tử hình hay bị tù nó không chừng, rồi gây cái sự chết chóc với người khác là bị nghiệp tới hàng nghìn năm á, là cũng do cái sự thèm muốn mà không được. Hay là Phật, mình đọc comment tiếp nha. Quý Nguyễn TV, chú Kiệt ơi, nhà con nghèo khổ, cho con xin ít được không ạ? Con cảm ơn chú. Chú lo cho đại đồng, lo cho thế giới. Còn ở trên này mà mấy cháu mà thiếu tiền xài này nọ đó thì xin phường xin xã, chứ giờ chú là cho cái là nhiều người sẽ lên đây chú đo đâu có nổi. Không phải là chú không có tiền, nhưng mà vấn đề chú không có rảnh mà để đi làm hoài á, chú bận những công việc khác. Khi nào người nào có duyên gặp chú thì chú mới cho thôi, chứ còn mà lên trên mạng mà cho thì chú đâu nhiều lắm. Bây giờ nước Việt mình khổ, khổ mục đích trên cho mình chút khổ giờ chót này để mình quay đầu, để mình biết được cái giá trị của cuộc sống. Chứ mình không phải mình khổ cái mình ù lì luôn rồi mình làm liều làm bậy luôn, không phải. Trần Minh hỏi chiến tranh lần này đánh lâu không? Chú bệnh dịch có quay trở lại không? Cho đến năm nào mới được thái bình? Sao nóng tánh quá vậy? Bệnh dịch thì giờ chú nói nó ra Hà Nội, giờ nó ra Hà Nội rồi đó. Khi nào mấy đảng mà cho chú về đi, chú lấy ba cái nhân chú khấn.
Tại chú Khánh có hiệu lực lắm đó nghe. Chú xin cho ông Trâm quay lại rồi ông Trâm quay lại rồi đó. Chứ lúc mà ông Trâm ông rớt chú buồn. Giảm 10 tuổi thọ cho ông Trâm quay lại. Thì hôm nay cái cục diện tùm lum như vậy. Đánh ở Âu Châu rồi nó lan ra chiến tranh rồi ông tổng thống lẩm cẩm này sẽ không có đủ bản lĩnh để lo cho thế giới cho nữa và lo cho nước Mỹ nữa, thì lúc đó đó dân chúng á, sẽ coi trọng của ông Trump sẽ, thì lúc đó ông sẽ quay trở lại lẹ hơn. Còn cùng lúc Tập Trấn Bình cứ ý ok thằng bạn tao nó chịu chơi, tao ký hợp định với nó rồi, nó đánh Âu Châu thì đánh Á Châu thì giờ sắp sửa tới Đài Loan á, nghĩa là đánh hội đồng á, ai vua á. Hồi xưa giống như Nhật với Đức thời đại nhị thế chiến đó, thằng bên kia đánh thằng bên đây phải đánh, mà bữa giờ tao mày bắt tay nhau nói ta đánh thì đánh chung, chứ còn mày để tao đi mình hả mày nó láo hả đâu được, cho nên nó có cái thế cờ là như vậy đó. Phước Phạm hỏi anh Kiệt ơi, chặng trình là Đức Thầy còn Phật Thích Ca và Chúa Xu là một phải không? Không phải. Đúng, chặng trình với Đức Thầy với ông Nguyễn Bỉnh Khiêm với ngài Đại Ca Diếp là thời Phật Thích Ca còn tại thế đó, cũng là Đức Thầy. Rồi ông Gia Cát Lượng rồi Lưu Bá Ôn, Sư Dạy Bán Khoai, Quỳnh Phú Sổ, Đức Phật Thầy Tăng, tất cả đều là một người đi đóng vai và đóng phim. Chú cũng đóng nhiều phim lắm, chú có cái đóng phim Tạo Thiên Lập Địa nữa, có nghĩa là lúc đó thời còn ăn lông ở lỗ, chú đổ quần áo mặc da lông không à, mà lấy cái miếng vải chuối rồi che rồi đi vô rừng rồi săn rồi nuôi con rồi nuôi không được á, trong 513 câu có đó, thời ăn lông ở lỗ cũng có mình nữa đó. Rồi còn Phật Thích Ca Chúa Giêsu là hai người khác nhau, không có giống. Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát, Bồ Tát nó cũng giống như là kỹ sư, còn Phật là giống như thạc sĩ tiến sĩ là cao hơn nha. Chú có hỏi cái này không? Không phải. Cái người nào mà để cái hình ở như nè, Vũ Thiện Tài, hồi nãy ta đã giải thích rồi, cứ hỏi câu này hoài vậy đại ca, còn để hình cờ búa lửa liềm nữa, lửa liềm sẽ sang trang bây giờ nè, anh còn xài lửa liềm làm gì? Vũ Thiện Tài nè, trận chiến tranh rồi cận cờ chuẩn bị gì không chú? Người ta đã trả lời cả ngàn lần rồi, nãy giờ là kêu mua gạo, mua xăng rồi này nọ, cho nên hỏi hoài có một câu lấy ra nha. Bị nhồi sọ đánh đổ mà tới ngày hôm nay cũng xài cờ búa lưỡi liềm như thế này nữa. Nguyện Vũ Thiên Tài với Đạo Phật phải để hình bác chậm rồi sao đó chứ bác Hồ rồi. Thiên Hồ Duy Khánh hỏi 12 giờ ngồi thiền được không? Hả chứ không, mà ngồi ngay giờ đó là giờ cực âm á, là không nguy hiểm, không có nên ngồi 12 giờ khuya. Thưa Nguyễn, con chép kinh Địa Tạng mà đang nói chiến tranh kinh, không có nên không có tu giỏi á, đừng có đụng tới kinh Địa Tạng, tại mỗi lần đụng đến Địa Tạng á, là vong linh nó theo nhiều lắm á, để cho những cái người mà Phật tử người ta tu rành á thầy khác. Ok. Dung Nguyễn anh giải thích hầu đồng, hầu đồng là thật nhưng mà sau này cũng có một số giả. Hầu đồng là tứ phủ ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc hồi xưa không có đạo Phật. Sau này những cái năm mà trong chiến tranh á, là không có chùa nhiều. Thì những ông vua bà chúa là cái hàng miền Bắc là lịch sử nước Việt hàng nghìn năm, thì những cái vị vua này ông này bà kia chết đi á thì cũng còn liếng cũng còn muốn độ cho người miền Bắc, cho nên họ lâu lâu họ
cậu hoàng cậu kiếp và đông lắm. Xưa kỳ cứ về ra ngoài thăm mấy ngày, có một lần đi núi Tây Thiên, cái xuống ở dưới như có mấy cọp ở núi Tây Thiên túc trên đỉnh núi, cái gặp mẫu có thờ ba mẫu, thờ chị Kiệt là giữa, là hình mẫu Liễu Hạnh, nhưng mà hai bên có mẫu gì, mẫu màu xanh với mẫu gì đó ba ngàn gì đó. Cái mấy mẫu đó nhìn kia, cái mấy mẫu khóc, cái khóc nói ô mấy nghìn năm mới gặp lại ngài, nước Việt được cứu rồi. Lúc đó mấy mẫu nhìn mình mà khóc như gặp người quen lại vậy đó.